Nó đã bóng rồi đó. Con hiểu lên chưa? Chưa. Ờ, lên rồi. Lên rồi kìa. Lên rồi nhé. Ừ. Đã, tiếp tục. Mở nhạc lên. Mở đi. Trông chà. Và bây giờ muốn nghe nhạc gì đây? Nhạc gì trời? Hello, 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 hello Phạm Thị Trang, cô gái đầu tiên. Hello mấy đứa, hello con. Nhạc TikTok đúng không? Mở cái nhạc quẩy là được. Hello bụt bông nha, hello, hello con. Bụt bông, hello bụt bông. Này nó có các bạn mọi thứ nó rõ ràng hơn, rõ ràng. Để thấy trên cái mặt mộng. Rồi, mặt mộng hơi bị đẹp, trời đừng giỡn. Không biết đâu. Gì vậy? Ê, bản quyền á. Ôi, một limit rồi mà. Thôi. Ủa giờ cũng kêu người ta bật nhạc luôn. Thôi, nhưng mà ý là mở mấy cái nhạc mà đừng có lời. Nó có lời là nó sẽ đánh bản quyền đó. À, vậy nhạc gì thì còn muốn bay cái Facebook không? Hello, cô Hậu xinh đẹp, bye bye thầy Đạt. Ờ, bye bye Ngọc Châu. Hello Châu. Hello Hậu Hoa. Bye bye Ngọc Châu. Chúc Ngọc Châu ngủ ngon. Ờ, hôm nay mình like sớm xíu nha mấy đứa ha. Để xíu nữa thì mấy đứa cũng biết rồi ha. Xíu nữa 22:15 là mình có sửa một cái đề toán ở trên group hỗ trợ 2K3 nha. Nên hôm nay mình on sớm một tí. Thì khoảng 45 mình sẽ bắt đầu nha. Hôm nay mình sẽ bắt đầu sớm luôn ha. Để cho kịp giờ. Kịp giờ 30 phút nữa là mấy đứa còn qua kiếm đứa xem kịp ha. Rồi thì song song với chương trình sau đó là xíu nữa sau cái đài đề toán đó, nó lại còn có chiêu của thầy Huy. Thầy Huy. Cái này là nhạc không lời hả cô Hậu? Thì biết rồi á. Mấy đứa thấy không? Thấy cô Hậu. Thầy kêu cô Hậu là mở nhạc không lời. Đây là nhạc không lời của cô Hậu này mấy đứa. Mấy đứa có nghe lời gì không? Ta chắc cái không nghe gì đâu. Thầy không nghe thấy lời gì hết á. Anh được. Ơi, mấy đứa đang thủ tác bạn bè mình vào ha. Nha, đang thủ tác bạn bè mình vào. Cảm ơn con. Không phải dễ thương đâu con, cái đó người ta nói là ngáo cơ. Không sao, mình tin học trò mình. Mình có quyền tin ai mà đúng không con? Mình có quyền chọn người tin mà. Dạ hi hi nè. Ủa cái gì vậy tôi? Hello tôi Huy. Tôi Huy một cái cầu máy nó không hề giả chân miếng nào luôn ha. Mấy đứa đang thủ tác bạn bè mình vô nha mấy đứa ha. Ghê sướng vậy. Trời ơi, chưa ăn tối luôn á trời. Sướng dữ thế. Chưa ăn tối gì luôn á. Nam nè, ăn thử đi. Còn cái nào chưa bỏ đây cho thầy nha. Ơi, hello 30 bạn, hello 30 con mắt. À quên, 60 con mắt. 60 con mắt đang nhìn nè. Ít nhất là 60 con mắt. Hello mấy đứa. Hello cả nhà. Ờ, xe về rất luôn thầy. Hello Đạt, hello Đạt hả? Hello Khôi. Đạt Minh Khôi đúng không? Hello Khôi nha. Nhìn con vậy mà thầy nói giả chân, đúng rồi, nó thật chân đúng không con? Tố Yên trên mạng và Tố Yên ngoài đời, hai con người khác nhau hoàn toàn. Giống thầy Đạt. Đâu giống đâu? Ê, rõ ràng là thầy Đạt úp những cái hình là hình của thầy Đạt, hình thật, hình không chỉnh sửa gì hết. Nhưng mà chẳng qua là hình đó cách đây nhiều năm thôi. Bye. Chào Huy nha, hello mấy đứa. Hello Tàu, hello Trường Tàu. Hello Tất Sĩ nè. Có gì mình sẽ qua bí luôn á. Dạ, rồi mình đây này. Hello Kim Ngân. Hello, hello mấy đứa. Được nè. Ủa ghê vậy hả chứ. Vậy thôi, hôm nay cô Hồng sửa toán nha mấy đứa ha. Thôi thầy thầy xin phép bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye Nguyễn Huy, bye bye cả nhà ha. Để cô Hậu của nhà Hậu livestream toán luôn. Ở bên kia có gì không ạ? Ê, ok Hậu ha, mình học lớp khá là sớm á, một năm sau rồi tính mình đó con. Ừ luôn, khoảng 5 phút rồi mình bắt đầu như mấy đứa ha. Cho anh thủ tác bạn bè vào này ha. Cho anh thủ tác bạn bè vào. Hello, hello Khánh. Ồ, hello Tấn Hiển, lâu lắm mới thấy Tấn Hiển on chiến đường chi 1 này ha.
thầy ăn ở sao biết đâu, thấy chưa? Thầy ăn bắp xào. Cảm ơn cô Uyên nha. Uyên đúng không? Thầy vừa chơi vừa tỉnh lộ luôn. Không phải có mình thầy, không phải mình thầy nha con, không phải mình thầy, thầy không hề cô đơn đâu. Giờ cô học hỏi con là Uyên Phương hay là Phương Uyên kìa. Vừa thư gặp thầy hoài luôn ngày ba bữa đúng không? Thì sáng nay có những bạn nào mà học cô báo thầy là lúc 8 giờ, cái xong chiều học chuyên đề, cái tối học, cái xong giờ gặp nữa là tính ra ngày bốn cử luôn. Có bạn nào hôm nay có thể ngày gặp thầy bốn cử luôn á. À, có những bạn là mấy đứa học NVH, rồi ví dụ 3 môn đi là chắc học từ sáng tới khuya luôn á. Xíu nữa khuya là có môn văn có thể huy nữa hả? Sáng hay sớm cũng là môn văn hả? Đúng rồi, sáng sớm cũng là môn văn nữa. Nguyên một ngày sống cùng NVH luôn. Bạn nào thử mấy đứa làm cái vlog á, một ngày học online, một ngày sống đầu với NVH. Căng. Ủa sao? Bài này remix nó bị đẻo rồi. Rồi giờ đang có khoảng 53 bài ha. Thì có thể hôm nay mình sẽ bắt đầu sớm xíu nha mấy đứa ha. Rồi giờ cuối cùng giờ đốt bánh hậu á. Giờ bạn tên là Uyên Phương hay là Phương Uyên? Phương Uyên đúng không ạ? Phương Uyên đúng không? Bộ bao này trả lời giúp cho ta. Đi sai du. Phương Uyên đúng rồi. Nam mà chứ đâu phải admin. Nam admin đó thôi. Hello mấy đứa. Ê cha Hoàng Khánh Tiểu Kỳ Duyên Ngà nữa nè. Chà quá là đông đủ hơn. Rồi tranh thủ với bạn nào mà mấy đứa có đang ăn thì cũng tranh thủ ăn luôn đi ha. Không sao đâu nha mấy đứa ha. Rồi vừa ăn vừa học ha. Rồi bây giờ 42 rồi thì khoảng 3 phút nữa mình sẽ bắt đầu nha. Hôm nay bắt đầu sớm một tí. Còn đề toán và đề văn hôm nay nó đang còn chờ mấy đứa đêm nay hả? Đúng rồi. Đấy mà nhìn ra thì cũng ốm mà, đâu có gì đâu. Mình cười cho thầy Đạt vui đi con. Đúng rồi, mình đi cười cho thầy Đạt vui thôi. Rồi, ok. Chắc tắt nhạc rồi cô học. Mình tắt cái nhạc không lời được rồi cô. Được rồi. Cái này mà nó đánh bằng quyền nó không đăng được. Nó đánh bằng quyền xíu nữa đánh sập cái Facebook kia thôi, mà biến mùi luôn rồi. Rồi, ok. Chú, hiện tại bây giờ đang có 68 bạn vẫn rất là đông. Mặc dù khuya rồi mà vẫn cháy hết mình, vẫn chiến hết mình về kỳ thi đại học năm nay nha. Cho dù năm nay như thế nào chăng nữa thì mình cũng cố gắng đi thôi nha, mình không thể nào mình thay đổi được hướng gió thì mình hãy thay đổi hướng buồn, cho dù tuần sau thi hay tuần sau nữa thi thì cũng cố gắng nha mấy đứa ha, mình không được bỏ cuộc vào cái giai đoạn cuối cùng nha. Rồi ok, let's go. Chắc mình chiếu đề cho học sinh làm trước. Rồi chắc mình chiếu đề đi ha. Rồi hôm nay mình sẽ làm 5 câu nhẹ nhàng này thôi ha. 5 câu. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 và câu 5. Hồng Anh, Đức Bình. Hello, trời hiện tại có bác trời fan cứng luôn hả? Phạm Đức Bình cũng lên fan cứng này. Sao mình cũng chưa biết, mình cũng chưa được lên đây. Ừ, kỳ quá ha. Phải nói là admin mới được. Hoạt động hơn thì đều đặn luôn. Hello Vinh. À vâng, quên xin lỗi. Hello Bảo chứ, quên. Hả? Bảo. Sao mình nói kêu nhảy ra? Ủa sao mình lộn ta nhảy ra mà? Sao mình nói nhảy? Sao thầy không nói con kìa? Sao thầy đẹp không nói học sinh thầy đẹp gì? Hello Minh Bộ. Hello Đức Bình. Đâu, tại thầy không thấy hết cơ. Con cũng là fan cứng hả? Ủa, hình như là nó bị rớt cái gì hết ta. Trời ơi, con một sai được chiếm tức lắm. Ủa? Con một này xuất hiện trên thằng chiếm rồi ta. Con một này xuất hiện rồi hả? Ủa sao trên này nó không nhảy comment ta? Chắc là sao sao này không nhảy comment ta? Chắc này bỏ lại có sao không ta? Cẩn thận nha, không biết đâu. Lẹ vậy? Thôi đừng có buồn con. Không phải là ai cô cũng nhớ nhầm tên đâu con may mắn lắm á nha. Ừ, đừng có buồn cô con. Buồn cô thì buồn, nhưng mà ngày mai 7 giờ thì vẫn học con nha. Ủa sao trên này nó không thấy hết ta? Không biết luôn. Trên này không thấy hết, còn mang thôi chắc xem trên điện thoại của cô Hậu. Mình có thể mở màn hình sáng. Sao nó thấy đỏ không? Thấy
chắc cũng rõ. Các con ơi, các con nhanh tay comment năm năm câu đầu tiên ha. Vừa coi vừa phải học, đúng rồi, chính xác, đúng rồi, cái này cô không cãi được nha. Sao lại có cái này không? Không, có thể là nó bị chặn. Nó bị mờ. Nó có hơi mờ, đúng, có mờ không ta? Mấy đứa có thấy hơi mờ không mấy đứa? Tụi con thấy rõ đề không? Mấy đứa thấy rõ đề không hay là thấy mờ ta? Mấy đứa thấy rõ đề không mấy đứa ha? Chú cha, giữ lời hả? Lời ơi, giả dụ thử comment 1-3 năm giữ lời. Hơi mờ mờ. Hơi mờ mờ CC hả? Nhưng mà vẫn đọc được đúng không ta? Vẫn đọc được đúng không ta? Chắc là vẫn đọc được ha? Đọc được không ta? Hơi mờ mờ, hơi mờ mờ mờ. Rồi chắc để zoom to lên tí nữa ha. Tại hôm nay thầy đổ qua cái khác rồi ha mấy đứa nha. Cái này hôm nay đổ qua cái khác ha. Thầy đổ qua cái khác hả? Ừ, chứ cái kia nó cứ 10 phút nó chưa khao đào một lần nó tốn thì tụi thầy đổ iPad rồi. Họ thân tụi thầy đổ iPad. Ghê ghê, 1-3 năm game lùi đúng không lợi, lùi đúng không lợi. Rồi ok, mình bắt đầu chắc bắt đầu sửa rồi ha cô học ha. Dạ, ok thầy này. Vì là học trò thầy đạt nên chậm ghê, ghê ghê. Rồi câu số 1, có bao nhiêu cách chia 8 đồ vật khác nhau cho hai bạn Mai và Hoa? Sao cho Hoa được 3 đồ vật, Mai được 5 đồ vật? Thầy đây ha, đây là một cái bài nếu mà bạn nào đứa có tham gia lớp thực chiến á là mấy đứa đã có làm rồi. À, giống như là bạn bà Tâm này nói này hả? Nha, nhưng mà thôi không sao, mình làm lại thêm một lần nữa cũng được, và cũng có rất nhiều bạn nếu không tham gia lớp thực chiến bây giờ hãy cùng tập trung lên đây ha. Rồi, có bao nhiêu cách chia 8 đồ vật sao cho Hoa được 3 đồ vật và Mai được 5 đồ vật ha? Chúng ta cẩn thận nhầm lẫn, cẩn thận nhầm ha. Nha, thì đầu tiên này thì thầy cho thầy có 8 cái thì đơn giản thôi, có 8 quà cho Hoa 3 đồ vật thì thầy chọn 3 trong 8 cái đó để có thể cho bạn Hoa, được chưa ha? Thì còn lại là 5 cái thì cho bạn Mai thôi, là chọn 5 trong 5 ha. Thì rất là đơn giản, mình sẽ chọn ngay được đáp án, đó là câu D, được chưa ha? Đó, đáp án được câu D là vì sao? Tại vì thằng C55 này nó là 1 này mấy đứa ha, được chưa? Có rất nhiều bạn mấy đứa làm ngay câu A, lý do là gì? À, là có rất nhiều bạn mới chọn câu A ha. Câu A lý do tại sao nó sai thì mình đứng nghe kỹ này nhé. Đó là C38 và C35. C58 này, cái này mình đang làm chung một trường hợp chứ không phải là mình đã chia ra hai trường hợp khác nhau ha. Mình không phải là mình chia ra hai trường hợp khác nhau cho nên là mình không dùng phép cộng được nha, mình phải dùng phép nhân. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, câu B lý do tại sao sai, đây mình sẽ nói kỹ luôn. Lý do tại sao câu B sai, mình đã chọn 3 trong 8 rồi thì làm gì còn lại 8 cái nữa để cho con Mai nó chọn, đúng không? Hoa đã chọn hết 3 cái rồi thì làm gì còn đủ 8 cái để cho Mai chọn nha, cho nên câu B sai. Còn câu C tất nhiên sai quá rõ ràng rồi, tại vì nó đâu có sắp xếp gì đâu ha, nó đâu sắp xếp những bài này trước sau đâu mà là chữ A ha, cho nên câu C sai luôn. Rồi ok, đó đơn giản là câu số 1 nha. Ha, cẩn thận bị gài, hoặc mấy đứa có thể hiểu đơn giản đây là một bài toán tặng quà cho Hoa thôi, chỉ cần tặng quà cho Hoa, còn lại tất cả đều là cho Mai nha. Rồi đó là câu số 1 ha. Rồi mình gửi lại cho cô Hồng nè. Lượm tiền hả? Rồi ok, nãy giờ cô Lý cũng không thấy anh comment luôn. Trời ơi. Có mấy bé comment nè. Trời ơi, thấy đâu? Có gửi rồi. Thầy Đạt ơi, mình có thể xóa cái này nha, tại vì lỡ học sinh nó nhầm. Hả? Đấy là xóa những cái thằng này. À ok ok, cô Hồng có xóa thằng máy nha. Cô Hồng hỏi ai dám chống không? Trời ơi. Ok mấy đứa. Toàn bộ những câu lý ngày hôm nay thì mình sẽ ôn bài 1 là chương trình 11 mấy đứa ha. Ok ha, ví dụ như con số 2 nè thì nó nằm ở chương trình 11 con ha, 11. Bây giờ mấy đứa đề bài cho này con, hỏi công của lực điện không phụ thuộc vào gì ha. Rồi mình nhảy comment đi mấy đứa, công của lực điện không phụ thuộc vào gì con ha. Vị trí điểm đầu điểm cuối nè, cường độ điện trường, hình dạng đường đi, độ lớn điện tích điện, nó không phụ thuộc vào gì con? Khoan dùm cô cái từ không ha. Rồi công của lực điện không phụ thuộc vào gì, mấy đứa quan sát dùm cô một cái hình mẫu như sau ha. Cô có một điểm trường E mấy đứa, một điểm trường E giả sử cho mọi người ha. Cái thằng này cô phải viết ra cho mọi người nhé, để mọi người chịu khó nghe một tí. Ủa này là di chuyển cả đây đúng không? Ok xin lỗi. Rồi bây giờ mấy đứa nó sẽ đi thằng mấy đứa ha, đi từ điểm N tới điểm M này con, từ N tới M mấy đứa, N tới M này. Rồi mấy đứa đi nè, nhìn nó đi này con, à nó có quyền đi như vậy được không mấy đứa ha? Đó, đầu tiên là cô sẽ đi kiểu lắc á, cô thích đi màu vậy ha, cô đi màu như vậy á. Rồi ok, vậy khi đi như vậy này mấy đứa, vậy thì trong trường hợp này công mà đi từ M tới N này con,
đi từ M tới N này. À, ok, thằng này sửa lại tới điểm N. Hơi quế một tí nha. Đó là điểm N. Rồi công đi từ M tới N này mới được. Là anh quên em đi. Ừ, một công thức là vậy nhớ. Anh quên em đi ha. Anh quên em đi. Rồi các bạn lưu ý giùm cô, lưu ý giùm cô này. Cái thằng D này nó chính là DMN con. DMN. Rồi, vậy giải thích thằng D này. Tụi con thì còn làm rõ thằng D thôi là tụi con sẽ giải quyết được câu này ha. D ở đây người ta định nghĩa mới được. Cụ thể đây người ta gọi là hình chiếu. Hình chiếu của ai? Ví dụ ở đây trong bài này là DMN. Là hình chiếu của MN lên đâu con? Lên hướng của đường xuất điện. Lên hướng của đường xuất điện. Cô viết tắt một tí nha đứa nha. Đường xuất điện có nghĩa là chiếu lên đâu? Chiếu lên cái chiều E này mới được. Và bây giờ mấy đứa nhìn giúp cô ha. Khi cô chiếu lên E này con, hình chiếu này là gì? Chiếu vuông góc xuống rồi đúng không? Hình chiếu của M lên thằng E nó vẫn là gọi đây là gọi là điểm M phải. Hình chiếu của N lên thằng E thì cô cũng gọi đây là điểm N, N phải. Vậy rõ ràng ở đây con gì nè? Đi từ M tới N này được. Đi từ M tới N này. Thấy không? À, vậy hình chiếu của nó lên đường xuất điện nó cũng đi là từ M phải tới N, N phải. Con thấy hai thằng này đang cùng chiều điện trường không con? Vậy thằng này cho cô thằng này DMN ở đây nó chính là đoạn M phải N, N phải. Y hết chỗ rồi. Xin viết ngắn hơn một tí. DMN ha sẽ bằng cạnh M phải N, N phải. À được rồi mọi người. Và thằng này sẽ nó mang dương nha, chiều dương, tại vì nó đang cùng chiều với là điện trường. Đó. Ê thứ nhất, bây giờ cô không thích đi cong như vậy nữa. Bây giờ cô không có thích đi cong như vậy ha. Bài này phải giải thích nha em đứa thì con chịu khó nè. Đây. Đó cô không thích đi cong như vậy đúng không? Cô thích đi một lèo thôi. Bây giờ cô thích đi đường thẳng ha. Đi đường thẳng một phát tới luôn. À, đi một phát. Đường màu xanh này thấy không? Rồi, thì khi mà cô đi đường màu xanh cong thì hình chiếu của điểm M lên thằng E cũng là điểm M phải. Hình chiếu của điểm N lên điểm như con lên đường E cũng là điểm N, N phải. Vậy nó đâu có thay đổi gì đâu. Có nghĩa là dù con có đi cong hay là con thích đi thẳng thì hình chiếu của nó vẫn chính là cái đoạn M, M phải N, N phải. Nó không có thay đổi. Vậy thì cong của lực điện ở đây nó không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi với nước. Đáp án ở đây nó chính là câu gì con? À, câu C. Nó không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi. Nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. À, cụ thể là điểm đầu và điểm cuối thôi, được không? Rồi cường độ điện trường thì quá rõ ở trong công thức có biểu diễn rồi con. Đây ở trong công thức có thằng này. Và độ lớn điện tích có không? Có luôn. Và đáp án của mình câu này chính là câu C con, không phụ thuộc vào đường hình dạng của đường đi. Đáp án câu C giúp cô ha. Ví dụ như là giờ con này có hậu giật, bây giờ mình đi. Đúng rồi. Rồi xong về đây cũng được luôn đúng không? Vẫn được luôn mọi người. Vẫn được mọi người ha. Dạ, hay quá ta. Hay quá ta. Giờ mình đi nào nữa đúng không? Ví dụ mình đi vào team group xong mình quay lại đây nó vẫn ổn đúng không? Được. Rồi, câu số 3. Đây cũng là một câu xác suất. À cũng là một câu dễ ở ngay mức độ số 1 em đấy thôi, nhưng mà cũng là dễ sai. Ha? Rồi, nhanh chóng comment đáp án cho thầy nè mấy đứa ơi. Thầy nãy giờ lướt nhẹ là không thấy bạn nào comment có một bạn lời comment rồi. Ơi câu ba sao không hai còn mày này ta, con này dễ mà ta, con này quá trời dễ luôn ha. Very easy, super easy. Khoan còn mày hết ta. Ờ thế là do mạng nó lắc rồi ta. Mấy cái 118 con mắt ở đây mà không thấy cái comment nào luôn á. Đúng rồi, không thấy comment đáp số ta. À đây này đúng rồi, mạng lắc này cô học. Ờ vậy hả? Trời ơi nó quá trời luôn mà giờ nó mới chạy lên này. Rồi ba bò, có rất nhiều bạn comment là ba bò hả? Nhân dịp khai trương cửa hàng, bà Lan chuẩn bị 10 phần quà hấp dẫn khác nhau và chọn ngẫu nhiên 3 phần quà để phát cho 3 vị khách đầu tiên. Mỗi vị khách nhận 1 phần quà, hỏi bà Lan có bao nhiêu cách phát quà ha? Thì nếu mà bà nào mới đọc câu bài nữa sẽ cảm thấy là nó giống câu số 1. Đúng không? Nó giống kiểu câu số 1 nha. Tức là cũng tặng 3 phần quà để giờ. Nhưng lưu ý cho thầy, ở đây là 3 vị khách đầu tiên nha. Nhớ là đây là 10 phần quà khác nhau hoàn toàn nữa ha, 10 phần quà khác nhau. Đó ha, và nó có sắp xếp thứ tự nha. Ví dụ này. Ví dụ vị khách tới đầu tiên, ví dụ như là cô Hậu đi ha. Ví dụ cô Hậu tới đầu tiên, cô Hậu tới khai trương đầu tiên, tặng cho cô Hậu một con gấu con, tại vì cô Hậu chưa có gấu. Chưa có gấu càng nghĩ đen nghĩ máu không mấy đứa. À, rồi ví dụ như là hôm đó thầy khai trương có thầy Nam tới nữa ha, có thầy Nam tới. Thầy Nam thì ví dụ thầy tặng cho một voucher 10.000. ví dụ vô chơi 10.000 đó được chưa? Rồi, hôm sau ví dụ như là thầy Hiệu tới,
rồi thì ghé thăm, thì ghé thăm cái nhẹ ha. Rồi tại thì cái voucher 10 triệu ha, ví dụ vậy. Ví dụ vậy ha. Nha. Thì bây giờ cái nó thì cái này nó gọi là số kiếp đỏ đen của họ. Đó thì ví dụ này, bây giờ hôm đó mà ví dụ giờ thầy hiểu tới sớm hơn đi thì thầy có thể là thì đặt cái thiệp với con hổ bông nha ha. Cái những món quà này mình có thể đổi qua đổi lại được cho những con người ở đây ha, cho những người, những vị khách tới đây. Cho nên là khi nó có sắp xếp thì nhớ thầy nó đừng quên một nữa, đầu tiên này chọn 3 cho 10 món quà được chưa, có sắp xếp thì nhớ nhân thêm cho thầy đó là 3 giải thưởng được chưa. Thì nếu bạn nào mới đứa có thể tư duy được về cái chữ A thì ok, cái này nó ra ngay đó là A30 nha mấy đứa, được chưa ha. Nha, đáp án này của mình nó sẽ là câu bò ha, cẩn thận nha, câu A này là cái đáp án gài mình ha nha. Rồi thì nhớ này, nhớ thầy ở đây ha, 10 phần quà này mình có thể đảo vị trí cho nhau, đảo vị trí giữa những người tới trước và người tới sau thoải mái, được chưa. Cho nên là nó có sắp xếp thứ tự, có sắp xếp thứ tự là có giải thưởng, ok ha. Rồi rất là nhiều bạn làm tốt nha, ba bò nha, good job, amazing, good job. Rồi thank you cô Hồng, cô Hồng có thể vô phần kia đi để cho thầy Nam cũng đỡ buồn. Thì sợ luôn á, trời ơi, thủ khoa, ai thủ khoa đây, ghê vậy. Rồi bây giờ ngát câu 3 mấy đứa, bây giờ qua câu 4 tụi con nhận câu mấy ha. Câu số 4 tụi mấy đứa, như cô đã nói hôm nay 5 câu lý toàn bộ là liên quan tới lớp 11 mấy đứa, toàn bộ liên quan tới lớp 11 luôn ha. Rồi nhanh tay comment câu số 4 đó, bán là câu mấy vậy ta. Ai cầm có số 4 không? Có quá trời luôn, có không? Có số 4 mấy luôn mà ta? 4A nè. 4A. Hồi nãy em lỡ phát ra rồi cho nên nó có còn mấy nữa trên. Ok mấy đứa, chốt đáp án đây là 4A ha. Rồi, công của lực lại con ơi. Đúng rồi, học là của 2K4 mà, thì con này bị chọn được rồi con. Máy thì 2K3 nè, rồi mấy đứa, nguồn điện là có 2 cực, được không? Nguồn điện thì nó sẽ có 2 cực ha. Rồi, âm dương rõ ràng nha con. Được chưa? Cô vẽ to hơn tí đi, tại vì cô cần biểu diễn một tí ha. Vẽ ta. Nguồn điện nó chỉ có 2 cực thôi con. Dạ. Còn cái cực thích cô Hậu ở đâu vậy? Trời. Nguồn điện mà có hai cực là cực âm và cực dương ha. Rồi bây giờ cô sẽ mắc nó thành một cái mặt kính này con. Cụ thể đây cô cho nó là một cái bóng đèn đi ha, để cho nó tạo thành một cái mặt kính là một vật dụng. Thì khi nào tạo thành mặt kính thì nó trong nó sẽ xuất hiện dòng điện. Thì dòng điện người ta quy ước chiều dòng điện là ngược theo cái chiều của ion dương, đúng không con? Cái điện tích dương ha, cụ điện tích dương là chiều dòng điện y, được không con? Đây y. Được không mấy đứa? Rồi bây giờ nè, để lực lại là cái gì con? Lực lại là cái gì? Ví dụ ở đây mấy đứa, cô chỉ nối ở đây là tạo thành một mặt kính thôi con, được không? À, thì dây dẫn này có thể là kim loại, hoặc là cô sẽ bấm hai cái nguồn, cô bấm cái nguồn điện này vô đâu? Vô cái dung dịch điện môi ha. À, học điện môi đúng không? Rồi vậy thì bây giờ ở đây này, muốn có được dòng điện mấy đứa, nó túng quần nó lại ha, muốn có dòng điện thì phải có hạt tại điện. Nói chung là như vậy, phải có hạt tại điện. Thì hạt tại điện này có thể là electron tùy, hoặc có thể là gì cách điện tích dương. Thì cô lấy ví dụ thôi ha, miễn sao là electron là điện tích âm, được không? Electron thì mình điện tích âm, hoặc là cái điện tích dương tùy, tùy vào môi trường nào chuẩn bị, được không? Rồi bây giờ mấy đứa, khi mà nguồn của mình á có hai cực là một cực dương và một cực âm, thì bản thân bên trong nó sẽ tồn tại một điện trường. Điện trường này sẽ đi từ nơi điện thế cao đến nơi điện thế thấp, có nghĩa là đi từ dương về âm, được không mấy đứa? Rồi khi mà xuất hiện lực điện, khi mà xuất hiện điện trường, thì những cái hạt mà mang điện tích, cụ thể đây là electron hoặc là các ion dương này con, thì nó sẽ chịu tác dụng của lực điện. Chịu tác dụng của lực điện ơi, nghe cho cô như sau này, chịu tác dụng của lực điện. Cụ thể là nếu mà quy âm thì cô sẽ có là F điện và E là cùng phương ngược chiều nhau. Còn nếu là quy dương thì cô sẽ có F điện là cùng phương và cùng chiều với E. Đây, bây giờ mình đứng nhìn ha. Ở đây E mang điện tích âm nè, được không con? Thằng E nó cho mang điện tích âm, thì cường độ điện trường của mình di chuyển từ trái qua phải, vậy thì nó sẽ ngược chiều. F điện ở đây xuất hiện ngược chiều, đúng không mấy đứa? Tương tự, thằng ion dương thì nó là mang điện tích dương rồi, thì F điện ở đây nó sẽ là cùng chiều. Rồi ok, có lẽ ra nhiều bạn sẽ chọn là F điện đúng không? Nhưng mà không, mọi người hãy lưu ý cho cô như sau nè. Bản chất vai trò của nguồn điện là gì con? Nó bảy ghê. Bản chất vai trò của nguồn điện là gì? Là để tạo ra được cái hiện thế. Bắt buộc ở đây là phải tạo ra được hiện thế.
hiền thế đây có nghĩa là sự chênh lệch định thế giữa hai cực không? Còn nếu như hai thằng này nó đều trung hòa về định thì làm gì gọi là hiền thế và gọi là gì gọi là nguồn định nữa. Nên là bắt buộc phải có một cái thằng lạ. Thằng lạ ở này làm gì, xuất hiện làm gì? Để nó kéo cái thằng định tích âm này về phía cực âm. À, còn kéo cái thằng định tích dương về phía cực dương để duy trì sao cho hai cực của nguồn điện này là âm dương rõ ràng. Còn nếu không thì đúng bản chất E thì bị hút về dương, còn dương thì bị hút về gì? Về âm. Nó sẽ tạo ra cái sự trung hòa thì không có nguồn điện gì đây xảy ra cả. Đây là bắt buộc phải có một cái thằng là kéo hai thằng này về gì cơ? Âm thì về âm, dương về dương để duy trì điện cực. Thì cái thằng này gọi là thằng lạ không? Nó lạ quá mà thì gọi là nó lạ không? À, đó nên câu 4 của mình đáp án đây là câu A ha. À, về bản chất thì mình giải thích nó hơi dài dòng tí nữa ha. Nhưng mà giống như ai đó đến một lần mình để nhận ra là mình cần phải yêu con trai, yêu con gái nhiều hơn đúng không? Yêu ai quá yêu bản thân mình nhiều hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn thì nó mới ra được đúng không? Dạ, một lý này hay quá ha. Quá trời hay, cái này giờ biết luôn mấy đứa. Xưa giờ biết sao thì học bằng luôn á. Mấy đứa có thấy là nãy giờ những cái câu cô giảng là thầy ta nói về chuyện tình yêu không? Có đâu. Mà đây mình đọc kia như nó bị chen không nhẹ à. À, ok, sao chắc ba đứa có thể nhìn lại cái này ha, đã nhạc, ta xin lại ha. Rồi, câu số 5 thì câu này là một câu khá là quen ha. Câu này thì mấy đứa đều biết mình có cái từ khóa mấy đứa ha. Mình có từ khóa ở đây. Rồi, tử bậc 1, mẫu bậc 2, mình sẽ có từ khóa là gì? Đó là sau ra trước và dưới lên trên ha. Sau ra trước và dưới lên trên thì ghi tắt đấy nha. Rồi, đấy, thì chưa ha. Rồi, giờ đây cũng khá là nhẹ nhàng thôi, giờ mình lấy máy tính đó mình bấm nha. Rồi, mình sẽ lấy một cái máy tính đó cực kỳ xịn sò, máy tính này sẽ không đem vào trong phòng thi đâu mấy đứa. Máy tính quá trời đỉnh cao luôn, lúc mà thầy cần phân số thì nó ra dấu phẩy, mà lúc thầy cần dấu phẩy ra phân số, nhiều khi mình hết hồn mấy đứa. Rồi, nhưng mà để trước đây mình làm cái này này, mình cần phải phân tích cái mẫu mình ra. Nha, phân tích ra là 2 nghiệm cách phong máy luôn ha. Rồi, phong máy phương trình bậc 2 nha mấy đứa. Ở đây có nghiệm này là 2 trừ 3, 1. Ok, rồi thì ra được 2 nghiệm là 1 phần 2 và nghiệm là 1. Rồi, giờ đây nè, cái này chắc xin phép cô Hậu mình cắt qua một cái chỗ khác đi, vì câu này cũng khá là dài. Câu này cũng khá là dài. Chắc có bì nhẹ xuống dưới đi hả? Đây có, nói chung là đã chuẩn bị sẵn sàng có một cái trang sống ở đây rồi. Đây ha. Rồi thầy sẽ nói kỹ đây nha mấy đứa, chắc nhiều sau này một sai có này có phí ha. Rồi đầu tiên thì phân tích cái này ra, phân tích này ra nó sẽ là tích phân cộng từ 2 tới 3 của x cộng 2 chia cho. Rồi ở đây thì nha, khi mấy đứa không ấy đó là 2 nghìn là bao nhiêu nhờ? Là 1 phần 2 và 1 thì ở đây rất nhiều bạn mấy đứa sẽ theo phân tích A x trừ 1 phần 2 nhân với x trừ 1. Rồi ngay lập tức khi mà nó ghi cái này là đi bụi chắc rồi ha, ghi vậy xong biết là đi bụi đó nha, đi bụi nào thì chú ý thôi ha. Đừng hãy cẩn thận cái thầy đối với những bài mà mấy đứa giả nó ghi phân số thì cần phải quan sát hệ số của tích bình là bao nhiêu, nó là bao nhiêu thì ở đây nhân vào bao nhiêu như thầy. Giả dụ ở đây là 10 thì mấy đứa nhân vào 10, giả dụ ở đây là 100 thì mấy đứa nhân vào 100, giả dụ ở đó là cô Hồng thì mấy đứa cho cô Hồng vô đây ngồi nha, chỗ nó bao nhiêu thì ghi như bấy nhiêu nha ha. Và để có bài toán này hơn thì chắc thầy nhân phối vô bước đi thì cho nó dễ. Rồi đây là x cộng 2 này chia cho như này là x 2 x trừ 1 nhân với x trừ 1 ha. Rồi nó khá là dễ dàng ở đây. Rồi nghe bí kíp này đứa ha, vô tình là bí kíp này, vô tình có ai đó đi ngang qua nhớ là bí kíp này đứa ha, đó là bí kíp sau ra trước và dưới lên trên. Rồi, chữ cái bài thầy rất là đẹp mà chữ này sao nó xấu quá trời xấu luôn. Rồi thầy sẽ chia ra hai hàng để thầy bấm cho đứa, một hàng dành cho hệ số tự do và một hàng dành cho hệ số cửa tích. Rồi mình sẽ bấm này, sau và dưới, đó hệ số tự do đầu tiên của thầy là trừ 1 này ha. Rồi ra phía trước của thầy, hệ số tự do đây là 1, trừ 1 này và lên phía trên, đây hệ số tự do là 2. Tương tự hệ số cửa tích ha. Tương tự hệ số cửa tích là mấy đây là 1 này, ra phía trước này của thầy là 2 này và lên phía trên này là 1 này. Rồi ok ha, rồi bây giờ mình bấm cái hệ ra như thế ha. Bấm cái hệ ra như này ha. 1 trừ 1, 2 và 1, 2, 1. Hệ phương trình trừ 1, trừ 1, 2 và 1, 2, 1. Y 1, 2, 1. Cái này lâu nó xỉn 1, trừ 5 với 3. Rồi đây đã được 2 nghìn ha, đó là trừ 5 và 3. Rồi ngay lập tức đi nữa ha. Đây cũng là vị trí này. Từ dòng này xuống đây của thầy thì tách ra ngay lập tức ra hai phân số, thằng nào nằm trước thầy ghi trước đó là 2 trừ 1 ha, thằng nào nằm sau thầy ghi sau và chen bởi giữa nó là dấu cộng.
đó, tích phân còn để lại đó, từ 2 tới 3 của thằng dưới này. Rồi, cũng tương tự nhân nghiệm này, thằng nào ra trước, viết trước, thằng nào ra sau, viết sau. Rồi, xong thì nhớ, quay về này quá là cơ bản này nhớ đứa. Rồi, nguyên hàng này sẽ là trừ 5 lần ln trị của 2x trừ 1. Bên này sẽ là cộng 3 lần ln trị của x trừ 1 ha. Rồi, mình hay cộng vào nhớ đứa, cộng từ 2 tới 3. Rồi, lấy cộng trên trường dưới cho mày ha. Rồi, bắt đầu cái máy chàng máy bàn nó lặng nhỏ đi đứa. Rồi, trừ 5 hay vào, 2 x 3 là 6, 6 trừ 1 là 5. Đấy, được chưa? Rồi, cộng bên này là 3 lần ln1 thành ln2 này. Rồi, cuộc đầu tiên xong, trừ cho cuộc kia. Đó là trừ 5 lần, 2 x 2 là 4, trừ 1 là 3. Đấy, quá trời ghê liền. Rồi, còn 2 trừ 1 là 1, rồi mất ha. Rồi, mất hết, xong. Rồi, phải thu gọn lại ở đây, thu gọn lại ở đây, mình có gì ha? Mình có là trừ 5 lần ln5 này, bên này trừ với trừ thành cộng là thành cộng 8 luôn. Ý. Cái này đâu có lần, đâu bằng lần, hết rồi, thử thôi, thử lòng thì thế thôi. Rồi bây giờ sắp xếp lại giống cái đề như thế thôi, lần 5 năm trước này, rồi tới lần 3, tới lần 2 ha. Rồi lần 5 năm xong rồi này. Rồi tới lần này là 3 lần, lần 5 lần lần 3, và cộng 3 lần lần 2. Rồi ok ha. Vậy đây mình dễ dàng mình tìm ABC nữa ha. Vậy thì A của thầy là mấy nhờ? Trừ 5. A là trừ 5, và B là bằng 5, được chưa? À, ở đây người ta không cho C, người ta cho 3 lần ln 2 rồi. Ok, vậy thì tính giá trị của P là bằng 2A trừ B. 2A là thành trừ 10, mà trừ thêm B nó thành trừ 15. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy ta? Sao mình lại không có đáp án vậy ta? Mình sao lại không thấy đáp án gì? Rồi ok, bây giờ này xíu ha, để kiểm tra thử nó có chút sai sót nhầm lẫn nào đây không. Rồi, ở đây ha, đây. Cái này tự nhiên nói chung là khuya rồi, nên là thầy cố tình thì thử đứa thôi, cần phải tập trung ha. Nha, hệ số ở đây là trước này là có số 2, đừng quên 5 bằng 2 đi ha. Đó, thử thôi, nãy giờ không có nào để luôn. Rồi, cái này cũng là trừ 5 bằng 2 này ha. Ok, bên này cũng sẽ là trừ 5 bằng 2. Vậy giờ mình gom lại ha. Mình gom lại là mấy rồi? Chỗ này chắc... mượn em. Chỗ này chắc mượn máy tính, mình tính cho nó nhanh hơn. Ok, okay nó chắc để bộ lại cái này, tính đi được. Không, máy tính này bấm lâu đúng không? Thôi nó chứ giỡn nó bỏ để tính nhanh, rồi có chút nhầm lẫn này không biết đâu ha. Nha, đó, thì nói chung là cái này thầy đang diễn lại cái lỡ mà trong phòng thi mà mình không thấy cái này thì mới nhớ để dùng này ha. Quên, hệ số trước là có số 2 với thêm 2, cái này là sai rất là nhiều này ha. Thầy đang lương cái đứa về lại cái tình huống của mấy đứa lỡ xíu đó thì làm sao ha. Rồi, hai bạn này, trừ 5 phần 2, chỗ này tính lại ha, là lần 5. Rồi, còn 3 lần là 3 lần lần 2. Ok, rồi 2 thay bằng ha. Là trừ bên này sẽ là trừ 5 phần 2. 2 x 2 là 4, trừ 1 là 3. Rồi, ok. Rồi, xong ha. Rồi, mình muốn bút ra là trừ 5 phần 2 này, ln 5 này, cộng 5 phần 2 ln 3 và cộng 3 lần ln 2. Rồi, sắp xếp tự ha. Đây là A lần ln 5 cộng cho B lần ln 3 và cộng 3 lần ln 2. Vậy nhẹ nhàng nha, thì có A này có thể là bằng trừ 5 phần 2 và B này có thể là bằng 5 phần 2 ha. Thử lòng mới nhớ hơn. Thử lòng học sinh mình phải kết thôi ha. Rồi, bây giờ tính cho thầy ha. 2A trừ B. 2 nha. Khuya rồi ha, khuya rồi ha. Rồi 2 x trừ 5 bằng 2. Và rồi mình cộng 5 bằng 2. Ok, rồi đáp án là trừ 5 bằng 2. Đâu, đây này cũng lộn quá học. Này dấu trừ. Rồi trừ 15 bằng 2, đáp án là C ha. Rồi, mấy gì cũng chóc ha. Thử thôi biết ha. Thử thôi, thử là cô học cho thì mình tính không có lại là cái biết rồi. Là ngồi bên cô học nó hơi bối rối. Rồi cô học hơi bối rối. Tôi là làm quay lại cô làm nhân mọi người. Rồi ok nha, rồi mình dành ra 30 giây mình có thể chụp hình nhanh này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. Rồi hết giờ ha. Rồi mấy đứa, bây giờ mình đi qua tiếp phần 10 câu còn lại ha. Câu hầu tính sửa gì vậy? Mình còn 4 câu còn lại mà. À. Rồi có 4 câu này mình tốc độ tí nha mấy đứa ha. Mình tốc độ một tí để rồi mình chuẩn bị mình chuyển bộ qua chuyển bộ. Bị liều lửa. Chuẩn bị mình chuyển qua giải đề nè mấy đứa ha. Đúng rồi. Nha, tốc độ tới nhau đứa ha. 6, 7, 8, 9, 10, khoảng 3 phút thôi. 3 phút cho 5 câu còn lại nha. Gì giờ này bằng nêu thầy ăn sáng giống như là mày, giống như là con vừa nhắn thầy giống như là vừa đạp qua cô luôn hay sao á, tèo. Đi ăn sáng đi thầy. Sáng giờ thầy cũng chưa ăn con, sáng giờ thầy ăn mới có
giờ thì nói chung là thầy chuẩn bị sẵn đồ ăn đây rồi nhưng mà chưa hello được. Hello Phong, hello Gần. Miss Học ơi, yêu cô quá. Rồi mấy đứa ơi, nhanh tay comment câu 6. Nhanh tay sao mày đánh cũng 10 mấy đứa ơi. Sao mày đánh chỉ 10 mấy đứa, một lần luôn mấy đứa ha. Để mình còn relax một tí trước khi là mình vào trận chiến live stream gì đó ở bên group 2K3 còn ha. Đúng rồi, có những bạn mấy đứa có thể bấm hệ phương trình, thằng nào đáp án đẹp thì khoanh thì cứ ok thoải mái nha ha. Mấy cái này bạn nào biết cái mẹo bấm máy mấy đứa cứ làm nha. Lực Lorenzo. Thế 6 gì? Đó là học sinh 2K4 rồi phải nhớ. Cái lớp 11 chứ. Cái này ủa này lớp 11 hả? Nguyên 5 câu lý hôm nay là lớp 11 hết luôn mọi người. 5 câu lý hôm nay là auto 11 ha. Mình lui về quá khứ một tí nào, mọi người ha. Nào đọc không hiểu gì hết. Hôm trước thầy Đạt còn làm được một câu 12 mà. Lớp 12 làm được tôi có học chứ lớp 11 không nhớ gì hết. Tại lớp 11 không có học. À. Ờ, bọn này, lớp 11 là học sinh lý giỏi mới đó cho nên là giáo viên không cho trong lớp. Học sinh lý giỏi. Quá giỏi nên giáo viên bảo bây giờ không gì để dạy hết. Rồi có ai không mấy đứa? Chưa chết. Chờ tí cho mấy bé còn mấy 3 phút ha. 3 phút này. Nói chung học sinh học phải quậy tí nó mới vui. Nhưng mà quậy thôi đừng quậy quá nha mấy đứa ha. Quậy quá thì nó hết vui rồi. Giống như thầy á, những tiết lý cho thầy hết vui. 6B, 8D, 10A, wow, Trịnh Đức Anh. À đúng rồi, nhớ bạn Trịnh Đức Anh này ha. Trịnh Đức Anh này học sinh quận 6 nhưng mà ngày nào cũng vào bay phút mình sẽ học, ngày nào cũng thả tim story của thầy. Rồi rất cảm ơn Trịnh Đức Anh ha, gửi 1000 trái tim tới Trịnh Đức Anh. Một ego rất là mạnh của quận 6. Hello Đức Anh. Hello. Và chắc một phút nữa là mình sẽ sửa luôn các bạn. Chắc một phút nữa mình sửa tốc độ đi ha. Đây là nó sửa tốc độ thì cũng hơi sợ. Tại lý thuyết không mà thì 7C, 8D, mong không sai. Đâu, 7C, 9D mà. À, 7C, 9D. Chết, 7C, 9D. 6D, 7C, 8D, 9D, 10C. Cô gọi lại tên con đi. Cô học đoán C. Phương Nguyên. Phương Nguyên hay Uyên Phương? Đọc rap đi cô. Thôi cô không muốn thể hiện đây đâu Phong. Cô học đọc rap hả? Trời ơi, Phong ơi con đừng. Để thầy tiết lộ mấy đứa một bí mật trước khi cô Hậu sửa mấy đứa. Cô Hậu có một cái khả năng đó là hát nhạc tiếng Việt ra thành tiếng Pháp với mấy đứa. Chứ là con bé thì gương hình mà cười là sao ta. Trời ơi, tới giờ cô vẫn còn nhầm tên luôn á con. Quá đủ điểm đó. Chết rồi. Cô Hậu hát bù lại niềm đau cho bạn đi ha. Thôi để tôi là đau hơn. Thôi để tôi có gửi âm đi nha. Tôi gửi âm đi là khỏi ngủ luôn. Rồi ok mọi người, chắc là cô sẽ sửa luôn con ơi ha. Rồi mình quay lại rồi con. Câu số 6 mới được. Liên quan tới luật Lorenzo con ơi, liên quan tới luật Lorenzo ha. Thì nó chắc chắn là luật từ rồi. Nhưng mà luật từ này nó chỉ xuất hiện ở đâu thôi, là ở trên điện tích mấy đứa nha. Rồi câu 6D con. À, luật Lorenzo mới được, nó cũng là luật từ nhưng mà nó chỉ xuất hiện ở trên điện tích thôi con ha. Thì con sẽ có là FL, ui nó to thế. Rồi FL đây sẽ bằng gì con? Cô Hậu có thể chỉnh một hát. À ok, trị quy BV sin alpha. À, với alpha ở đây chính là góc hợp bởi B và V con ha. Thằng này là luật từ thì nó cũng sẽ được xác định bằng quy tắc bằng tay trái, được không con? Luật Lorenzo ha, là luật từ tác dụng lên điện tích mà được đặt trong ký tự trường. Ok mấy đứa nhé. Ủa, thế rồi cô Hậu? Đúng rồi. Bây giờ đố cô Hậu là bà Phương Uyên hay là bà Uyên Phương? Uyên Phương. Rồi, câu số 7 ha, câu số 7 này. Câu số 7 này nhìn là biết bạn Uyên Phương làm đúng rồi ha. Rồi, thì ở đây mình rất mấy đứa cẩn thận ha. Mấy đứa học tới phần loga xong rồi một thời gian mới quên mất đi là những cái điều kiện liên quan tới căn, những cái điều kiện liên quan tới phân số thì hãy cẩn thận giúp thầy ha. Rồi ok, đây là một câu gài này gài bình thường thôi, câu này nó chưa có gài mạnh ha. Này thì thấy nó còn nhẹ nhàng lắm mấy đứa, chưa đủ đô. Rồi ở đây là x trừ 1 thì mình sẽ có là x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Còn ở đây ha thì thầy có là x bình trừ 2x cộng 1 lớn hơn 0. Thì đây một lời khuyên thầy dành cho mấy đứa này, đó là bây giờ mình có máy tính trong tay rồi nha, mình đừng có chạy trâu thể hiện ở đây nha mấy đứa ha. Chỗ này mạnh dạn lấy máy tính ra bấm cho thầy.
ở trên này là có x lớn bằng 1, cái này dễ rồi đúng không? Ở dưới box function M2, box function M3 có cái tính rồi, lấy cái tính ra bóng nha. Đừng có mà thể hiện là à cái này mình tính nhầm là toàn vậy đó. Chỗ này có nhiều bạn tính nhầm là sai liền. Tại vì sao? Tại vì nó thấy là đây nó là hạn đẳng thức này. Đúng không? Hạn đẳng thức là x trừ 1 tất cả bình. X trừ 1 tất cả bình lớn không mạnh dạng nói luôn đúng một cái là đi bùi luôn nha mấy đứa ha. Là sang cú gó về quê liền á, được chưa ha? Nha, bình phương mà lớn hơn không thì ở đây mình sẽ có là nó khác, khác không, được chưa ha? A bình mà lớn hơn không là thầy sẽ tương đương một điều đó là A khác không, được chưa ha? Cái này cẩn thận sai mấy đứa nha. Cho nên thôi cái này bấm máy tính là an toàn nhất. Và bấm máy này của thầy là thầy có x khác 1 này. Vậy gom lại hết tất cả thầy có đáp án là câu C. Ui. Đêm rồi hả? Đọc câu C một phần câu dê mới ghê chứ ha. Rồi ok, gửi lại cho cô Hồng này. 10 bò. Rồi ok, câu số 8 thì mấy đứa, câu số 8 nha. À, bây giờ nó sẽ liên quan tới chương số 3. Thì cái đề minh họa của năm nay mọi người, 2021 đề minh họa năm nay nó chơi câu là nó có chương số 3. Trong cái đó mọi năm thì trước chưa có cái nào nào có cả. Mà chương số 3 là toàn full logic, bài tập của mình thì nó khá là ít ha. Thì đây là chủ yếu chương số 3 của mình là nói về là dòng điện trong các môi trường. Thì đề bài đang hỏi là môi trường ở đây là môi trường chất khí các. Rồi, vậy thì muốn dẫn điện được thì xác định nó phải có một cái thằng gọi là hạt tỏa điện con ơi. Tại vì dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt năng điện con. Thì bắt buộc nếu mà muốn dẫn điện thì cái môi trường đó nó phải có hạt tỏa điện. Vậy thì chất khí hạt tỏa điện của mình là cái gì con ha? À, nó sẽ là ba thằng luôn con. Full combo ha, ion dương, ion âm và electron tự do. Được không đứa? Và hãy nhớ nè, đề sẽ hỏi ví dụ như là ở điều kiện bình thường thì chất khí có dẫn điện hay không? Thì đề nghị trả lời là không dùng cô ha mấy đứa. Điều kiện bình thường chất khí không có dẫn điện, nhưng mà khi nào thì nó sẽ dẫn điện? Thì nó sẽ chịu các tác nhân ha, gọi là các tác nhân. Các tác nhân ở đây có thể là nhiệt độ con đun sôi cái khí đó lên, đun cao lên thì bắt đầu là trong đó các ion của mình ha, các electron hay là các nguyên tử phân tử trung hòa thì nó sẽ bị tách ra thành các electron rồi các ion âm hoặc là các ion dương, thì khi đó mới bắt đầu là xuất hiện các hạt tỏa điện, nhưng mà vẫn chưa dẫn điện nha. Con phải cho cái thằng đó đi vô đâu? À, vào một cái nguồn điện nữa thì mới có nguồn điện thì mới dẫn điện được mấy đứa, đúng không? Thì cho vào nguồn điện thì khi đó là mới có bắt đầu là có sự chuyển dời có hướng của các e hoặc là các ion âm hoặc là các ion dương thì nó mới dẫn điện. Mấy đứa cẩn thận ha, chất khí của mình ha, ở điều kiện bình thường chưa có tác nhân gì cả là không dẫn điện. Thì tác nhân ở đây thì có thể là đun sôi là nhanh nhất mấy đứa, được không? Rồi hạt tỏa điện ở đây thì nó sẽ đặc trưng hơn hai thằng kia cô đã đề cập, đó là thằng kim loại và thằng chất bán điện, thằng điện phân á, thì nó nhiều hơn ha. Ion âm, ion dương và electron tự do. Chọn cho cô câu D. Ok ha. Chà, nhẹ nhàng quá ta. Điện phân, nghe chữ điện phân thấy bắt đầu thấy ám ảnh á. Và nào khóa 12 mới sẽ thấy ha. Những câu điện phân làm rất là phê chữ E kéo dài. Rồi câu số 9. Trao hình trụ có đường cao H, bán kính R và đường sinh L. Cẩn thận nha ha. Mấy đứa đọc vô đứa thường hay thấy đường sinh là mấy đứa nghĩ tới hình nón thì cẩn thận giúp thầy ha. Cái này là cho hình trụ nha. Cảm ơn, nhìn kỹ vô này hình trụ nha mấy đứa ha. Rồi hình trụ. Rồi câu A V bằng ui cha 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 cha. Cái này là hơi không được sạch lắm ha. Nha, BR mũ 3 mấy đứa cẩn thận ha. Cái này của mình nó chỉ là BR bình thôi nha. Bạn nào chọn qua một cái là toàn ngay. Rồi tương tự ha, câu B thì cái này là hệ thức của gì? Cái này là hệ thức của thằng nó ha, cái này là hệ thức của nó ha. Còn câu C hệ thức này không biết ở đâu ra nữa ha. Rồi và đáp án của mình đó là câu D nha. 2BRL hay nói khác đó là 2BRRH ha. Nếu mà cái này kỹ hơn thì ở đây mình phải ghi rõ là diện tích xung quanh luôn ha. Để cho cái này kỹ hơn là phải là diện tích xung quanh nha. Để nó chút thiếu sót ha. Rồi câu cuối cùng, câu số 10. Đúng rồi, giỏi quá trời giỏi luôn ha. Nói chung là thử mới có nhớ diện tích xung quanh hay là diện tích toàn phần hay không thôi. Mà rất là tốt ha, có nhiều bạn nhớ tới diện tích xung quanh để toàn phần luôn này. Đây, ok, câu số 10 Quang ơi, hôm nay thầy cô like sớm á, chứ không phải là con cô trẻ đâu, thầy cô like sớm á. Câu số 10, nãy giờ ai comment câu gì ta? 10 bò à. 10 bò hả? 10 bò hả? Em bé 10 bò, 10A, 10C. 10A, C đủ loại đúng không? Ok. Thầy là câu D, câu A. Thầy là câu D, thêm câu E hả? Ok mọi người, câu số 10 thuộc gọi là nhà 7 hả mọi người? Thằng này đúng chất là 7 luôn. Ok, mấy đứa ơi, đầu tiên điện trường là gì con? Rồi, điện trường định nghĩa lại là một chút này mấy đứa ha. Điện trường định nghĩa là một chút ha. Điện trường chính là một môi trường tồn tại xung quanh một điện tích. Nghĩa là cứ có một điện tích thằng nào đó ha, thì nó sẽ có một cái vùng không gian, thì gọi đây là điện trường. Tóm cái vùng đó lại là gọi là điện trường. Thì môi trường này cô vẽ thôi mấy đứa nha. Còn bản chất con không thấy được bao nhiêu cơ. Con không có thấy được thằng này ha. Cô chỉ vẽ minh họa thôi mấy đứa. Là phải có một cái thằng điện tích
sinh ra cái điện trường đó, đúng không mấy đứa? Và cái thằng điện trường này người ta gọi đây là đại lực đặc trưng cho khả năng tác dụng của lực điện lên đâu, lên các điện tích đặt trong môi trường này. Ví dụ con khoan dùng cô cái từ thử đi con ơi, con khoan dùng cô cái thằng thử mấy đứa, điện tích thử. Thử ở đây có nghĩa là nó đặt tại một điểm này nè, điện trường mà, là tác dụng lên điểm không? Bây giờ tại điểm M này cô đặt một điện tích thử, mang điện tích là quy dương không? Con hiểu vấn đề không? Rồi, vậy đây cô sẽ có tác dụng của lực điện này mới được. Đầu tiên ha, trước khi đó, lấy ví dụ tới nhà, cho một điểm M trước đi. Rồi, điểm M. Thì tại điểm M nè, nó sẽ chịu tác dụng của gì không? Cường độ điện trường do ai gây ra? Do cái thằng quy bự này gây ra này con. Đấy, thằng quy bự này là cái thằng mà tạo ra điện trường mới được, định nghĩa rõ nha. Rồi, vậy điện trường đây xác định rất là dễ đúng không? Mang điện tích dương thì hướng ra xa điện tích, được không mấy đứa? Bây giờ nâng cao hơn một tí, là người ta cho một cái điện tích thử đặt tại đâu? Đặt tại thằng quy, đặt tại thằng điểm M chứ. Điện tích thử này là quy nhỏ cho giống đề. Ok, thì khi mà điện tích thử này đặt tại đây này con này, thì giữa hai điện tích chắc chắn sẽ có sự tương tác, được không? Giữa hai điện tích nè, một thằng á là sinh ra thằng A, còn một thằng chỉ là để thử thôi con. Thử ở đây là thử cái lực điện thôi mấy đứa. Thử lực điện thôi ha. Thì chiều như lại cô nói là nếu nó mang cùng một điện tích này, trái dấu xin lỗi cùng dấu, thì lực điện này nó sẽ là lực đẩy. Và khi đó con mới suy ra được cái quy là nếu như mà quy thử của mình lớn hơn không á, con mới suy ra được cái chiều của mình là cùng phương cùng chiều với A. Đó là nguyên nhân sinh ra cái biểu thức lúc nãy đó mọi người. Nhưng mà bây giờ đề bài nói nè, đề bài hỏi cái gì? Đề bài hỏi á là nếu một điện tích nào đó, xin lỗi, nếu một điện trường nào đó, được không? Có độ lớn điện tích thử là cái thằng này nè con, độ lớn điện tích thử là thằng quy nhỏ này, nó tăng lên hai lần thì cường độ dòng điện sẽ như thế nào mấy đứa? Đáp án ở đây tụi con phân câu A đúng không? Nhưng xin lỗi mấy đứa, đáp án đúng phải là câu C. Nó không ảnh hưởng gì tới cái thằng E cả, vì bản chất cái thằng E này là do ai sinh ra con? Do cái thằng quy bự này sinh ra này mấy đứa. Cái điện tích thử ở đây cũng chỉ là dùng để xác định coi cái lực điện của mấy đứa là như thế nào thôi. Và ảnh hưởng đây là đề hỏi E mà, đâu hỏi lực đâu, đề hỏi E. Biểu thức tính E của mình là gì mấy đứa? K nhân cho trị quy bự chia cho epsilon E là mình. Được không? Thì cái thằng quy bự đây mới là cái thằng mà ảnh hưởng lên thằng E mấy đứa. Đề hỏi điện tích thử thì bỏ qua dùng ha, không ảnh hưởng gì cả. Đáp án của mình phải là câu C mấy đứa. Hãy cẩn thận ha, các bạn chọn A, các bạn chọn B, nhưng mà đáp án đúng phải là câu C ha. Tâm bất biến giữa vạn đời đầy biến. Wow, hay quá ta. Hồi xưa mình được học cô Hậu là chắc mình thi lấy chắc 10 điểm rồi, chứ không phải là thường. Ghê, trời ơi, hay quá. Thầy Đạt làm gì vậy? Thầy có làm gì đâu con, thầy ngồi nghe cô Hậu giảng bài thôi con, thầy có làm gì đâu. Thú vị quá. Rồi ok ha, rồi chắc hôm nay mình học sớm, mình off sớm một tí để mình còn có một cái chuyên mục là sửa đề trên lớp hỗ trợ 2K3 nha. Bạn nào hiện tại nó đang học, đang học ở khu vực Tân Phú, Tân Bình, Cầu Xéo, những đứa hãy nhanh tay, nhanh chóng đi vào lớp hỗ trợ 2K3 khu vực Tân Phú, Tân Bình, Cầu Xéo, quận 10 nha. Ủa 7 phút nữa hả? Tại vì hình như cô thấy thông báo là 10 rưỡi đúng không anh đứa? Ủa sao hôm qua này, hôm qua thì đạt nhận thông báo là lúc 10:15 á. Ủa 10:15 hả? Ok vậy thôi mấy đứa ơi. Chắc là mình kết thúc buổi okay, ra thì mình học sớm tí nha mấy đứa ha. Rồi. Bye bye mấy đứa. Chúc mấy đứa có một cái kỳ ôn thi thật là tốt. Bye bye mấy đứa ha. Rồi bây giờ qua đốt 2K3 mấy đứa ha. Bye bye. Bye cả nhà. Bye bye Tèo. Bye bye Tèo.